phước đức nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba, chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế dự ngày mai sẽ khác thôi. Lời tiên tri chính xác gây chấn động giới tử vi học, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được tiết lộ thiên cơ, đổi đời bất ngờ trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Vâng, kính thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ là câu trả lời. Kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, đường và số phận của mỗi người quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra, dựa theo quy luật nhân quả, luân hồi và nghiệp báo muôn đời, thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, cha mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm thì sẽ xuất hiện. Dựa theo căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả và phúc đức đều do chính bạn tạo nên. Vì vậy tâm thế nên có không phải là ganh đua để hơn thua người khác, mà là tâm thế bình thản đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản. Bởi nguyên nhân thành hay bại có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Và tin vui là tháng 4 và tháng 5 âm lịch tới đây, mọi điều sẽ khác đối với bản mệnh tuổi Ất Tỵ. Cái vận của Ất Tỵ sẽ thay đổi theo cách mà Ất Tỵ tích cực bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng cuộc đời của bản mệnh sẽ tỏa sáng từ đây, tiền bạc kéo đến không ngớt, trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ, từ nay sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn. Đến khi về già, thì tuổi Ất Tỵ sẽ có được cuộc sống viên mãn, tiền của đủ đầy, nhà cao cửa rộng, viên mãn sung túc, mười phân vẹn mười nếu như bản mệnh nhận biết và nắm bắt được sớm những điều này, thì chắc chắn sẽ đổi đời ngoạn mục, vinh hoa phú quý cả đời. Vậy, vận trình chi tiết của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ ra sao? Làm cách nào để bản mệnh biết được những may mắn sẽ đến với mình? Thì xin mời quý cô bác hãy cùng theo dõi chi tiết và hết video ngày hôm nay của chúng tôi. Lời tiên tri chính xác gây chấn động giới tử vi học, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được tiết lộ thiên cơ, đổi đời bất ngờ, tháng 4 và tháng 5 âm lịch cực giàu. Đầu tiên, sơ lược về cuộc đời Ất Tỵ 1965. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Ất Tỵ khôn ngoan, sâu sắc, sáng trí và giàu nghị lực, nên được mọi người kính nể, sở hữu rộng rãi, suy nghĩ sắc bén về quyền lợi cá nhân, chẳng hề là người học hành quá chuyên nghiệp, giỏi giang, nhưng do bản chất thích tìm tòi, nên tất cả những gì xảy ra xung quanh đều nhận định tới nơi tới chốn, có tầm nhìn xa trông rộng, năng lực xã giao cũng vô cùng xuất chúng. Tuổi Ất Tỵ thường sống thật thà, thẳng thắn và không có lợi dụng người khác, nếu gặp phải cảnh tù túng phải đi vay mượn, thì họ cũng nhất định sẽ trả lại. Ngoài ra, họ có tính tự lập rất cao và chỉ thích đi bằng đôi chân của mình, không dựa dẫm hay ỷ lại người khác. Nếu tuổi thơ bất hạnh và khó khăn, thì người tuổi Ất Tỵ sẽ rất tham vọng, họ không muốn sống một cuộc đời khổ cực, nên sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp, để có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không thiếu thốn. Dù vậy, với đặc trưng của loại rắn, nhóm người này sẽ khá đa nghi, không tin tưởng người khác, ngay cả với người thân cận, nhưng bạn sẽ không thể biết được họ đang nghĩ điều đó đâu, bởi họ rất giỏi trong việc kiềm chế và che đậy cảm xúc đấy. Tuổi Ất Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và cũng giỏi trong việc tích trữ dành dụm tiền bạc, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Ất Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, tuổi Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Trong đời sống sinh hoạt, người tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, phần lớn tài trí hơn người, năng động, giỏi giang, là người có tài xã giao xuất chúng, họ thích các hoạt động ngoài trời, ưa vận động. Bản thân những người này có suy nghĩ rất thực tế, coi trọng vật chất hay tham gia các hoạt động đầu tư, họ làm việc dứt khoát, rõ ràng, hiệu quả luôn đạt mức cao nhất. Tuy nhiên, người mệnh này lại thường thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm trong công việc, hay đem tình cảm vào làm việc. Người này không thích trói buộc, ghét bị kiểm soát, thà chịu vất vả chứ không muốn gò bó dưới sự quản lý của người khác. Đối với bạn bè, họ rộng rãi phóng khoáng, song lại cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Người này tính tình bộc trực, nghĩ gì nói nấy, nên dễ mất lòng người khác. Bản thân họ cũng luôn để tâm đến những lời người khác nói với mình. Tuy nhiên, nếu điều đó trái với suy nghĩ của họ, thì sẽ tự động làm lơ. Trời sinh nhạy cảm,
Giác quan thứ 6 vô cùng tốt, luôn quan tâm chú ý chăm sóc những người xung quanh, khéo léo xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh. Họ rất giỏi nắm bắt thời cơ, phát tài từ ước mơ ban đầu, tìm thời cơ để lựa sức mình, đưa sự nghiệp vút bay. Tuy nhiên, nếu không biết hợp tác với người khác để chung tay góp sức thì rất dễ dẫn đến thất bại. Người này sống nội tâm ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị rất cao và khả năng phán đoán, dự đoán tương lai khá tốt. Đường tài lộc gặp nhiều may mắn, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, cũng có khao khát rất lớn về tiền bạc. Tuy không gặp nhiều sóng gió, nhưng quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú không ai sánh bằng. Sức khỏe tuổi Dần cũng khá tốt, ít khi bị bệnh làm ảnh hưởng. Bản mệnh cần phải duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày và boss suy nghĩ để sức khỏe được khỏe mạnh hơn. Xem lá số tử vi số mệnh của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm Giáp Thìn 2024 cho thấy bản mệnh rơi vào bố cục thiên địa nhân hòa tốt, vận trình năm 2024 vô cùng thuận lợi, sự nghiệp tăng tiến mạnh, một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có chính quan và chính ấn cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến cho bản mệnh. Người làm công ăn lương cũng có một năm khá cát lành, khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, nên các kế hoạch và dự định nhanh chóng được hoàn thành một cách suôn sẻ, dễ dàng hơn. Nhờ đó, sự nghiệp của Ất Tỵ sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý, khơi thông thế bế tắc nhanh chóng. Đồng thời, tuổi Ất Tỵ có ngũ hành hỏa gặp năm Giáp Thìn mệnh hỏa đồng vượng, giúp thúc đẩy tài khí, lộc phúc trong năm cũng đủ đầy, điềm báo may mắn tài lộc thịnh vượng, tình tiền viên mãn sau những xui xẻo phải chịu trước đó. Năm 2024 quả thật sẽ may mắn và tài lộc dồi dào với bạn. Bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ, hành thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, đặc biệt là trong hai tháng tới, tức tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được, lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Sự nghiệp cũng dần bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng tăng tiến. Công việc không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Tuy nhiên dù có cát tinh hỗ trợ, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió nhé. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của cô bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Theo dõi luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp nhận thấy, nhìn chung người tuổi Ất Tỵ sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong 2 tháng 4 và 5 âm lịch. Nhờ có tam hội giúp sức, công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Trên phương diện sự nghiệp, cô bác sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương có thể cho bản mệnh sự giúp đỡ hữu ích mỗi khi bản mệnh vướng phải khó khăn. Hơn nữa, với tính cách chủ động, dám nghĩ dám làm, Ất Tỵ sẵn sàng thử thách bản thân ở những nội dung mới, từ đó tìm ra phương hướng và cách làm việc phù hợp với mình. Trên phương diện tài lộc, tử vi 2 tháng tới chỉ ra rằng mọi việc tiến triển đều đều, các mối đầu tư trước đó của cô bác dần thu được lợi nhuận nhất định. Bản mệnh hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác nên các mâu thuẫn được giảm thiểu, đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay thực hiện công việc, nhờ thế mà đồng tiền chảy vào túi ổn định, thậm chí đôi bên có thể nghĩ đến việc mở rộng quy mô hợp tác. Phương diện tình cảm có cát tinh Thái Dương và Thiên Diêu phù trợ, nên bản mệnh gặp đào hoa rực rỡ. Cô bác đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý và yêu mến của mọi người, thậm chí có người phải lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình, thì cô bác cần phải chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện sự nghiệp, căn cứ tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch thấy được rằng nhiều cơ hội sự nghiệp sẽ đến với người tuổi Ất Tỵ trong tháng này. Nhờ có sự hỗ trợ của cục diện nguyệt lệnh lâm đế vượng, hãy luôn sẵn sàng tinh thần phấn đấu, bạn sẽ chạm tay vào những cái đích mà mình đặt ra trước đó. Thời điểm này, bản mệnh giữ được đầu óc tỉnh táo, nhanh nhạy,
nên thường đưa ra được những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể giải quyết được nhiều khó khăn còn tồn tại. Thêm vào đó, cô bác rất tự tin, sẵn sàng thể hiện bản lĩnh, nắm vai trò lãnh đạo, hướng dẫn mọi người, nên dần dần tạo được vị thế trong tập thể. Lãnh đạo có thể giao cho bản mệnh những nhiệm vụ trọng đại hoặc cất nhắc thăng chức. Vì thế, dù vất vả thì cô bác cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi công sức của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng và đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn. Bản mệnh cũng có cách hành xử đúng đắn, biết quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên, nên được nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, thái tuế hung tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ những nguy cơ vẫn còn ẩn tàng. Bản mệnh làm việc gì cũng cần cẩn thận, không nên kiêu ngạo hoặc lơ là, để sót những chi tiết nhỏ gây ảnh hưởng đến chất lượng của công việc. Xét phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch có chỉ ra rằng, tình hình tài chính của cô bác có những bước tiến tích cực trong tháng 4 này. Những gì bản mệnh gặt hái được là thành quả cố gắng trong suốt một thời gian dài. Vì vậy cô bác có thể an tâm tận hưởng và thưởng cho mình một món quà nào đó. Với người làm công ăn lương, cô bác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên không thể thiếu các khoản thưởng nóng, hoa hồng, thậm chí có một số người còn được nhận quyết định tăng lương. Nếu thấy tự tin vào thành tích và cống hiến của mình cho tập thể, cô bác cũng có thể chủ động đề cập việc thăng chức, tăng lương với lãnh đạo. Với người làm kinh tế, bản mệnh khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên khách hàng đổ tới ngày càng đông đúc. Bạn chỉ cần tập trung làm tốt trong lĩnh vực của mình thì không sợ đối thủ chơi xấu, tiền bạc sẽ đổ vào túi bạn đều đều. Những người có ý định khởi nghiệp hoặc làm thêm các công việc tay trái cũng có thể bắt tay vào tiến hành ngay trong thời điểm này. Tất nhiên bắt tay vào một công việc mới, bản mệnh sẽ không tránh khỏi trắc trở. Song hãy kiên định và tin tưởng vào tương lai, công sức của cô bác sẽ không uổng phí. Xét phương diện tình duyên. Tiếc rằng phương diện tình cảm của người tuổi Ất Tỵ lại không suôn sẻ được như sự nghiệp. Có thể công việc quá bận rộn, bản mệnh quá tập trung vào sự nghiệp nên lơ là việc quan tâm đến một ai đó. Với những người đã lập gia đình, dù bận rộn đến mấy thì cô bác cũng nên dành thời gian trò chuyện, quan tâm đến người thân. Đặc biệt, bản mệnh không nên dồn mọi trách nhiệm chăm sóc nhà cửa, còn cái lên đầu người ấy. Nếu bận rộn quá đến mức không sắp xếp được thời gian, cô bác nên chủ động trao đổi với người ấy để vợ chồng thấu hiểu và giúp đỡ nhau. Ngoài ra, cô bác cũng cần đặt bản thân mình vào vị trí của người ấy, chớ nên đưa ra những yêu cầu vô lý, bắt người ấy phải nghe theo. Nhiều khi những điều cô bác cho là đúng chưa chắc đã phù hợp với thực tế, chưa chắc đã là tốt nhất cho người nhà. Người độc thân có vẻ quan tâm đến sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân hơn là xây dựng quan hệ với một người nào đó. Chính vì vậy mà cô bác khá thờ ơ trong việc trò chuyện, tiếp xúc với người khác giới. Tuy nhiên, cô bác cũng cần chú ý hơn khi hành xử với mọi người, chớ đưa ra những lời từ chối quá phũ phàng hoặc cố tình làm ngơ đối phương. Bản mệnh cần tìm ra cách hành xử tế nhị hơn, đừng làm tổn thương những người chân thành với mình. Xét phương diện sức khỏe. Theo tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch chỉ ra rằng, cô bác không gặp phải vấn đề sức khỏe đáng kể nào trong tháng này. Bản mệnh duy trì được tinh thần tích cực, hăng hái, nên luôn sẵn sàng bắt tay vào làm mọi việc, thậm chí còn truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh. Hãy duy trì thói quen tập thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, cô bác sẽ luôn có sức khỏe để làm mọi điều mình mong muốn. Thái tuế khuyên cô bác nếu có việc cần phải đi xa, thì cô bác nên chú ý an toàn giao thông để tránh những tai nạn bất ngờ. Hãy tuân thủ luật lệ và tránh điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Thứ hai là tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, con đường sự nghiệp rộng mở thênh thang với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 này. Bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được người giúp đỡ. Chính nhờ vậy mà cô bác càng lúc càng tự tin, sẵn sàng hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Dưới sự chỉ dẫn của tam hợp, quý nhân có thể xuất hiện vào đúng lúc mà bản mệnh cần nhất. Những người đang mơ hồ, đánh mất định hướng của mình sẽ kịp thời nhận được những lời khuyên hữu ích. Với nhiều người còn may mắn sẽ nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn của quý nhân, từ đó hiểu được việc mình cần làm và phải làm là gì. Trên thực tế, con giáp này vốn là một người có năng lực, cát tinh chỉ là yếu tố thúc đẩy giúp bản mệnh nhanh chóng khẳng định bản lĩnh của mình hơn mà thôi. Khi được cấp trên giao cho những công việc khó, cô bác chớ chờn lòng hoặc tìm cách từ chối. Hãy dũng cảm thử sức, bản mệnh sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân, thậm chí mở ra một hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Lại thêm sự xuất hiện của nguyệt lệnh lâm quan và cát tinh thiên vu, con đường sự nghiệp của bản mệnh càng có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt.
Ất Tỵ có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thử thách, khó khăn. Về tài lộc, theo tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch dự đoán, dưới sự thúc đẩy của tam hoi, người tuổi Ất Tỵ không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối. Vì thế, bản mệnh có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Cô bác không chỉ làm giàu cho chính bản thân, mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người theo sau mình. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp cô bác được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bản mệnh nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Thêm vào đó, các mối đầu tư trước đó của cô bác cũng đang dần đem lại một nguồn thu ổn định. Điều đó khiến Ất Tỵ ngày càng cảm thấy phấn chấn, lạc quan, tin tưởng hơn vào định hướng của mình. Khi cầm được đồng tiền trong tay, cô bác cũng không ngay lập tức nghĩ tới việc hưởng thụ, tiêu xài lãng phí, mà sẽ nghĩ đến việc tiếp tục đầu tư, khiến lãi mẹ đẻ lãi con, giúp cuộc sống gia đình thêm vững chắc, ổn định. Với người làm công ăn lương, lâm quan cho thấy bản mệnh có thể nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo, dễ có cơ hội được cất nhắc tăng lương, thưởng nóng, thậm chí có người được trao cho vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình. Tháng này, cô bác có thể hào phóng thưởng cho bản thân một món quà mà không cần phải lo tốn kém. Về tình duyên, nhiều các tinh chủ về đào hoa như Thái Dương, Thiên Diêu xuất hiện, khiến cho con đường tình duyên của người tuổi Ất Tỵ xuất hiện những điểm sáng đáng kể. Đặc biệt, người độc thân có thể nhanh chóng tìm được người hợp ý. Người độc thân với tính tình cởi mở và những thành tích cao trong công việc rất dễ trở nên nổi bật trong mắt người khác giới, không cần đến người thân quen giới thiệu. Tự bản mệnh cũng có thể gặp được những đối tượng khá triển vọng. Thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, bản mệnh có thể tìm thấy tiếng nói chung với một người nào đó. Khi đôi bên đã trở nên gần gũi và hiểu hơn về nhau, thì việc phát triển mối quan hệ sẽ trở nên rất nhanh chóng. Ất Tỵ có thể mở ra một trang mới trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch thấy rằng, việc đào hoa quá vượng lại đem tới nhiều rắc rối cho các cặp vợ chồng. Cô bác cần phải chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng nên giữ những tư tưởng ham vui, khiến nửa kia phải chịu tổn thương, đồng thời lại ảnh hưởng tới danh tiếng, hình ảnh của chính mình. Trong gia đình, việc vợ chồng mâu thuẫn là lẽ thường, cô bác cần phải có thái độ tích cực tháo gỡ, chớ nên bỏ mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến rồi lại đi kể lể, tâm sự với người ngoài. Nếu trân trọng và yêu thương gia đình mình, thì Ất Tỵ nên hạ cái tôi của mình xuống, có cái nhìn đa chiều hơn về mọi vấn đề. Như vậy thì cô bác sẽ phân biệt được rõ đúng sai trong sự việc. Về sức khỏe, sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong thời điểm này. Bản mệnh duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, dù có hăng hái đến mấy, cô bác cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên cố gắng quá sức, kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng dễ mắc các căn bệnh vặt. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, Ất Tỵ cũng chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe. Hãy tích cực vận động, tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa, xương khớp, thừa cân. Vâng thưa quý vị, khi về già ai cũng mong có một sức khỏe tốt, một tinh thần minh mẫn để tận hưởng cuộc sống tuổi già bình yên, vui vẻ. Dưới đây là 6 thói quen tốt có thể thực hiện để tuổi già thêm khỏe mạnh, vui vẻ khi bước sang tuổi 60. 1. Quan tâm đến giấc ngủ. Ngủ ngon giúp cơ thể hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu không ngủ đủ giấc trong thời gian dài, bạn sẽ gặp phải những nguy cơ như suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, khả năng miễn dịch suy yếu. Đối với người cao tuổi, thời gian và chất lượng giấc ngủ có thể bị giảm sút. Trên thực tế, người cao tuổi vẫn cần ngủ đủ thời gian và giấc ngủ chất lượng cao. Nhiều người cao tuổi ngủ không ngon giấc, ban đêm chưa đầy vài giờ mới thức dậy, ban ngày vô cùng mệt mỏi. Thực nhất đây là triệu chứng của tình trạng thiếu ngủ. Muốn ngủ đủ giấc, trước tiên bạn phải có môi trường ngủ yên tĩnh, tối và ấm áp vừa phải thì mới có thể giúp người già nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thứ hai, tránh dùng các đồ uống kích thích như cà phê, rượu trước khi đi ngủ để đảm bảo bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. 2. Khám sức khỏe định kỳ. Con người khi về già sẽ luôn có đủ loại bệnh nhỏ trong cơ thể. Nếu bị bỏ qua những bệnh nhỏ, theo thời gian sẽ chuyển thành bệnh nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Khám sức khỏe định kỳ có thể phát hiện sớm các vấn đề trong cơ thể và điều trị trước để tránh bệnh trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ là rất cần thiết.
đồng thời phải kiểm tra lượng đường trong máu, huyết áp. Tất nhiên không chỉ người già mới cần khám sức khỏe, mà người trẻ cũng nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Điều này có thể đảm bảo sức khỏe tốt và giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe cá nhân tốt hơn. 3. Tập thể dục vừa phải. Muốn sống khỏe mạnh và trường thọ thì tập thể dục là rất quan trọng, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Các khớp chân tay trở nên cứng cáp, tập thể dục có thể làm cho cơ và xương khỏe hơn, cải thiện tuần hoàn máu, đảm bảo tim mạch và sức khỏe mạch máu não. Khi nhiều người trên 60 tuổi, họ cảm thấy thể lực suy giảm, không muốn di chuyển, chỉ muốn nằm trên ghế sofa xem TV. Đây là một cách làm sai lầm. Người cao tuổi có thể ra ngoài đi dạo thường xuyên hơn, tắm nắng, tập thể dục nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng và buổi tối để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Tuy nhiên, việc tập thể dục của người già chỉ ở mức độ nhẹ nhàng, nên đi bộ chậm hoặc thực hiện các bài tập nhẹ nhàng để cơ thể dẻo dai hơn. 4. Duy trì thái độ tích cực. Một thái độ tích cực và lạc quan có thể khiến cơ thể và tinh thần của chúng ta khỏe mạnh hơn, tràn đầy sức sống ở tuổi 60. Nói một cách đơn giản, tâm lý tích cực giúp đối mặt tốt hơn với áp lực bên ngoài, giảm đáng kể rủi ro mắc các vấn đề về lo âu, trầm cảm và có thể kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, người cao tuổi phải học cách điều tiết cảm xúc để luôn giữ được thái độ ôn hòa, bình tĩnh, lạc quan, không phàn nàn về những điều không như ý. Tất nhiên, người cao tuổi nên cố gắng không đến những nơi có bầu không khí áp lực, đồng thời giao lưu nhiều hơn với những người tích cực và lạc quan. 5. Chi tiêu hợp lý và đừng để bị lừa dối. Đối với những người trên 60 tuổi dễ bị những người kinh doanh không có mục đích tốt lợi dụng lòng tin. Trong những năm gần đây, nhiều người với mục đích xấu đã lợi dụng đặc điểm này của người già và quảng bá các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, sức khỏe không rõ nguồn gốc. Trên thực tế, những sản phẩm này không có tác dụng, thậm chí còn có tác dụng phụ. Nhưng nhiều người già không nhận ra đó là một trò lừa đảo. Những người già cần tiêu dùng hợp lý, không được tùy tiện mua các sản phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe này. Điều này không những không hiệu quả mà còn lãng phí tiền bạc. 6. Lựa chọn bạn bè, các mối quan hệ. Nhiều người chỉ chú trọng đến số lượng bạn bè, mối quan hệ xã giao. Tuy nhiên, khi người ta đã trên 60 tuổi thì nên kết giao với những người bạn có thể giúp đỡ những lúc nguy cấp, khó khăn. Trên thực tế, sự tương tác xã hội phù hợp có thể làm giảm sự cô đơn, khiến cá nhân cảm thấy hạnh phúc hơn. Trên thực tế, bạn có thể tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hoặc dịch vụ tình nguyện xã hội hơn để kết bạn với những người cao tuổi và làm phong phú thêm cuộc sống người già của mình. Khi một người bước sang tuổi 60, đó là một sự khởi đầu mới. Bạn có thể tham khảo 6 thói quen tốt trên để có thể tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời khi về già. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.